Con ruột lên live stream bà Phương Hằng kể về mặt tối của Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân khẳng định không phải con tôi. Ngày hôm kia, trong buổi trò chuyện với nữ CEO Nguyễn Phương Hằng chiều ngày 24 tháng 10, anh Lê Thanh Minh Tùng, tự xưng là con ruột người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai Lê Tùng Vân, đã lên tiếng về những hành vi không đứng đắn của cha ruột mình, về mối quan hệ phức tạp của gia đình và việc lợi dụng những đứa con ruột để kêu gọi quyên góp của Mạnh Thường Quân. Anh Lê Thanh Minh Tùng khẳng định mình là con ruột của ông Lê Tùng Vân và mẹ anh chính là em gái ruột của ông. Tất cả những người trong Tịnh Thất Bồng Lai đã đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ đều có quan hệ huyết thống. Nói về vấn đề này, trong đoạn clip đăng tải trên fanpage Năm Chú Tiểu, Thiền Am bên bờ vũ trụ, ông cho biết 40 năm về trước, em gái ruột của ông là Lê Thị Thu Vân còn sống. Bà vào bệnh viện, đưa bệnh viện cho một đứa trẻ mà người ta mới sinh ra, người ta bỏ rơi. Bà mới đem về nhờ ông đặt tên, nên mới đặt tên là Lê Thanh Minh Tùng. Ông Vân cũng gửi lời đến bà Phương Hằng, hãy chứng minh quan hệ cha con giữa ông và Lê Thanh Minh Tùng. Phương Hằng con giúp giùm thầy, con giúp thầy chứng minh cho kỳ được theo lời của Lê Thanh Minh Tùng. Để làm chi? Để thầy bù lại tội lỗi của thầy lúc trẻ. Em gái thầy chết từ lâu rồi, bây giờ con làm sao chứng minh cho mọi người thấy được Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của thầy và thầy là cha ruột của Minh Tùng. Ông Vân nhắn nhủ đến bà Phương Hằng. Thì con trước khi con cho nó lên mạng để cho cả triệu người Việt Nam lẫn ngoại quốc đều được nhìn cái dung nhan đẹp đẽ của nó, vậy thì con có điều tra nó chưa, trước chưa? Thầy hé một màn bí mật cho nhỏ nha con nha. Năm 15 tuổi nó đi xe ôm, nó vô trong cái đằng sau cái nhà của thầy cách đó chừng khoảng 100 thước, nó đập đầu cái ông xe ôm để nó cướp xe nó chạy. Thì nó bị công an bắt lại. Bắt lại để ở tù một thời gian. Và sau đó thì bao nhiêu là chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, chuyện tù tội không? Con hiểu ra một phần nào rồi chứ. Trước khi đem nó lên mạng, sao con không điều tra nó cho kỹ để nó nhục mạ một ông già tu một đời người và giúp không biết bao nhiêu người. 40 năm về trước, lúc mà em gái ruột của thầy là Lê Thị Thu Vân còn sống đó, thì lúc còn sống bà vào bệnh viện, được bệnh viện cho một đứa bé mà người ta mới sanh ra, người ta bỏ rơi, bà ẵm về nhờ thầy đặt tên. Thầy mới đặt tên Lê Thanh Minh Tùng. Rồi, hết rồi. Đó, của thầy liên quan tới đứa bé chỉ bao nhiêu đó. Thầy không nuôi nó một ngày nào. Đó, đó là giữa thầy với Lê Thanh Minh Tùng. Chấm dứt từ đó, từ 40-50 năm trước rồi. Phương Hằng con giúp giùm thầy đi con. Con giúp giùm thầy. Chứng minh cho kỳ gì được, làm sao chứng minh cho được rằng theo lời của Lê Thanh Minh Tùng là em ngủ, là thầy đã ngủ với em gái ruột, ruột thịt của mình để đẻ ra Lê Thanh Minh Tùng. Hoặc là chứng minh thầy là cha ruột của Lê Thanh Minh Tùng. Đó, con để chi? Để thầy bù lại cái tội lỗi của thầy hồi lúc thầy còn trẻ, để bù lại cái tội lỗi mà thầy đã đẻ đứa con rồi thầy không săn sóc nó, bỏ nó cù bơ cù bấm, tới giờ phút này nó 36-37 tuổi rồi. À quên nữa, em ruột của thầy chết cũng lâu rồi, thôi bây giờ không cần chứng minh rằng thầy ngủ với em gái ruột của thầy để đẻ ra Lê Thanh Minh Tùng. Con chứng minh làm sao cho mọi người biết, cho Minh Tùng biết rằng Minh Tùng là con ruột của thầy và thầy là cha ruột của Minh Tùng. Con đi khắp thế giới này nha Phương Hằng, con tìm ở đâu ra một đứa bé mới có 7 tuổi mà đọc thuộc lòng bài thần chú Thủ Lăng Nghiêm dài 22 trang giấy gồm có 554 câu mà viết bằng thể thức thần chú, hoàn toàn không chữ nghĩa, không liên quan với nhau, khó nhớ, khó thuộc đến mức người lớn 30-40 tuổi học một đời, học kinh một đời ở chùa, tụ kinh hàng ngày, tụng kinh
hàng ngày ở chùa mà vẫn không nhớ nổi. Chỉ có một số rất ít vài vị nào đó nhớ, còn ngoài ra là quên hết. Vậy mà ở đây một đứa bé gái, đứa bé gái 7 tuổi nhớ từ đầu chí cuối. Mà còn nữa, một đứa bé mới có 3 tuổi nói chuyện chưa rành. Đó, nói chuyện chưa rành. Còn đi chơi cát, chơi đất mà thốt năm long bài thần chú Thủ Lăng Nghiêm dài 22 trang giấy. Con thấy ở đâu mà dạy được như vậy? Nếu không phải ông già này là thầy trên 90 tuổi mà dạy được. Thì con thấy, con chỉ cho thầy coi có ở đâu. Ở trong chùa rắc cũng vẫn không dạy được. Không dạy được. Nếu mà có đứa bé nào thuộc, thầy sẵn sàng chấp nhận cho con dẫn đứa bé lại đây để mà trả bài chung với hai đứa nhỏ ở đây, thì con sẽ thấy liền là công phu tu tập của mấy đứa nhỏ thiệt là cao như núi, dày thật là dày. Chưa đâu con, ở trong này đó con có ngờ một điều là 5 đứa trẻ còn mặc tã, còn bú bình sữa mà đi lên thi thách thức trên này đậu liền à, 2 năm, 2 năm liền đậu quán quân. Con thấy không, những kỷ lục như vậy con kiếm ở đâu ra? Khắp nước Việt Nam không có, mà ở ngoại quốc khó khó có nước nào có lắm. Nếu trong đây mà mấy đứa nhỏ không giỏi thật, không giỏi từ bản chất mà ra, thì 10 lần 10 điền quân, 100 điền quân cũng không thể nào cho mấy đứa nhỏ đậu nổi. Phải có bản chất. Bản chất đó do ông già 90 tuổi này nè, đó do thầy nè. Một đời tu, thầy không vợ không con, một đời tu giờ mới có đủ kinh nghiệm dày dặn để mà dạy lại cho đám trẻ sau này đó con. Phương Hằng con, thầy biết con là một bậc doanh nhân nổi tiếng cho nên thầy tội nghiệp con lắm, thầy mới nói cái lời này. Con có hiểu rằng 2 năm nay người ta vùi dập thầy, nhấn thầy xuống dưới bùn dưới sình mà thầy vẫn không không trả lời, không nói, bởi vì đó là những hạng người không đáng để thầy nói. Còn con tại sao bữa nay thầy nói? Là bởi vì thầy hiểu rằng con có trái tim nhân hậu, con có trái tim giúp đời, con là chủ một khu du lịch nhất gì trong toàn nước Việt Nam. Cái khu du lịch và Đại Nam của con thầy đến mấy lần rồi thầy đều khen. Con đã lập ra cái quỹ mà mổ tim cho trẻ em đó, thành ra do cái chỗ đó thầy biết rằng con rõ ràng cụ thể chứng minh rằng là con có trái tim giúp đời, giúp cho xã hội, giúp cho đất nước, giúp cho con người. Thầy cảm động con, thầy cảm động về chỗ đó, bởi vì chuyện đó nó hợp với thầy, cho nên thầy trong bụng thầy đó, tuy thầy không nói ra, nhưng thầy rất quý mến con rất nhiều, cho nên bữa nay thầy mới nói chuyện với con. Con đã bị những người chung quanh là ông Thắng, rồi bà Mai, rồi cái thằng mà nó tự nhận nó là con mà của thầy, thầy đẻ nó ra đó, là đi lừa lừa con. Con biết nó lừa chỗ nào không? Là cái chỗ này nè, con cứ làm ơn giúp đỡ giùm thầy, là con làm sao để cho thầy thấy rằng là Lê Thanh Minh Tùng là do thầy đẻ ra nó, giống như nó nói vậy đó. Nó nói rằng thầy đẻ ra nó,
Thì bây giờ con làm sao cho có chứng cứ rằng thầy đẻ ra nó.